khó bộc lộ bằng lời, để người thân cảm nhận được tình yêu bằng món quà đơn giản mà tinh tế. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ đang là những tháng cuối năm của năm 2011, một năm mới lại sắp đến rồi và đây cũng là dịp để chúng ta dành tặng cho nhau những món quà để cầu chúc cho nhau sức khỏe, hạnh phúc và sum vầy. Xuân Thúy nghĩ rằng việc đem tặng cho bạn bè người thân những mẫu tranh thêu tự tay mình thêu tuy đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa và độc đáo. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng những mẫu tranh thêu đang được nhiều người lựa chọn làm quà tặng trong dịp Tết năm nay.